Anh Tuấn trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay, và chúng ta đang đến với lại phần thứ 3 trong chương trình này. Như quý vị cũng đã biết là trong chương trình Tìm Người Thân chúng ta có 4 phần, và thường thường phần 4 là phần mà chúng tôi phải ngậm ngùi chia tay với rất nhiều những quý khán thính giả đang gọi vào trên đường line, tại vì chúng tôi lúc đó hết giờ rồi. Bởi vậy ngay từ bây giờ quý vị nên gọi vào 714-893-3264 nếu như quý vị có yêu cầu, và không nên chần chừ lâu tại vì có thể quý vị sẽ đợi chờ đến tuần sau. Và ngay bây giờ trên đường line và là quý khán thính giả đang gọi vào tiếp theo. Xin chào, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Hi, anh Tuấn. Dạ, chào chị ạ. Em ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, em muốn gọi dùm cho bà chị em á. Dạ rồi, bây giờ chị tên gì? Dạ, Đào Thị Thu Thủy. Dạ, Đào Thị Thu Thủy, là tức là cô Thủy là chính chính là chị hay là người 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 chị ạ? Dạ, chị của em, Dạ bây giờ rồi. em gọi dùm á. Dạ rồi, tuyệt vời. Rồi, hôm nay cô muốn tìm ai? Xin cho biết họ tên. Dạ, tìm anh là Đào Phước Dạ. Dạ vâng. hôm nay cô muốn tìm Ờ vâng rồi, cô Thủy ơi, xin cô hãy dạ bật nhỏ cái tivi lại đó, mình nghe lại cái dạ tiếng. Dạ. Hoặc là tắt tivi luôn. Dạ nếu được. Rồi, rồi. Rồi, anh Đào Phước Dũng năm nay khoảng bao nhiêu tuổi ạ? À? sinh năm 1964 anh. Dạ. À, với lại anh một người em đó là Đào Đức Hiệp, Đào Đức Hiệp, dạ. sinh năm 1976. Dạ, rồi ạ. Rồi, xin chúc Dạ, coi như là đi vượt biên, ba anh em thất lạc năm 89. Dạ. Đi vượt biên ở đâu ạ? Dạ, đi đi vượt biên, đi qua Hoa Kỳ, đi Dạ. qua Mỹ. Dạ, nhưng mà vượt Thì biên không từ... biết là thất lạc ở đâu. Dạ. Ba anh em thất lạc, tức là cô Đào Thu Thủy, Lạc Anh, Phước Dũng, Đức Hiệp. Nhưng mà lúc đó trên tàu là có ba anh em. Dạ, đi đi trước, đi hai anh với lại người em đi trước, thì em Dạ. đi sau cho nên bị thất lạc á. Dạ rồi. Khi trước nhà mình, cô có biết là đi vượt biên ở khu vực nào không ạ? Ở bến nào ạ? Dạ, Ở Vũng không Tàu nhớ hay nữa, Cà giờ không có Mau? nhớ, đi lâu quá rồi, đi Dạ. qua trại tị nạn á Dạ thì rồi. không có biết. Dạ, Dạ. Trước đây gia giờ đình bây mình giờ ở đi đâu vậy? coi đài Lý Đô Sài Gòn thấy gọi giờ tìm dùm. Dạ là đúng rồi đó. Dạ rồi, như vậy là trước đây nhà mình ở đâu ạ? Dạ, ở Sài Gòn, ở Dạ. quận Tân Bình. Dạ. Rồi, xin tiếp tục. Người trong cuộc có những thông tin nào nữa trong trường hợp này ạ? Dạ thì đi qua rồi thất lạc, và ba anh em thất lạc nhau thì coi như không tìm được anh Đào Đức Dũng với lại anh Đào Đức Hiệp. Đào À, Đức Hiệp. em người em Đào trai Đức Hiệp. Đào Đức Hiệp Dạ thì rồi. bây giờ mất liên lạc luôn, từ ngày đầu năm 1989 tới giờ luôn không có tìm được đó anh. Dạ rồi. Số điện thoại của cô Đào Thu Thủy là số mấy ạ? Dạ, số cell phone đó là 413 314 4106. 413 314 4106. Dạ rồi. Rồi, số phone nhà là 413 413 734 734 2290. 2290. Dạ rồi. Cảm ơn cô Thu Thủy. Xin chúc cô một ngày thứ năm thật an lành, và cho xin gửi lời người chị của cô luôn nha. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh Tuấn nhiều anh Tuấn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Dạ, xin chào. Đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Xin chào quý vị đang gọi vào. Dạ vâng, chào chú ạ. Thì anh ơi, vui lòng là đăng tin cho tôi được tìm người thân, là Dạ. tôi là sĩ quan của sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Dạ. thiếu lý Hồng Nguyễn. Dạ, ông Anh Thiếu. muốn tìm người bạn thân, Hồng Nguyễn hay Hồng Nguyễn ạ? À? Hùng Nguyễn hay tôi Hồng? là Hồng Nguyễn. Hồng, dạ, Hồng. Hồng 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 á, Hùng. cô An chi á, Dạ rồi, Hùng Nguyễn. Hồng Nguyễn. Dạ rồi, À, bây giờ tìm ai ạ? thiếu úy, cụ thiếu úy quân lực Việt Nam Hòa, Dạ. khóa 2 trên 70, Dạ. khóa 2 trên 70, khóa 2 trên 70, Dạ. sĩ quan từ bị Thủ Đức, Dạ. muốn tìm người bạn thân là thiếu úy không quân Nguyễn Văn Chính, Dạ. cậu ruột của ca sĩ Kim Loan. Dạ. Của ca sĩ Kim Loan, dạ.
chuyến đi chính là đi đi di tản ngày trước trước ngày 30/4/75. Dạ. Rồi người thứ hai, bàn thân thứ hai là thiếu úy Nguyễn Khắc Tuấn. Dạ. Nguyễn Khắc Tuấn là sao nữa ạ? Dạ, là trước 75 á là sĩ quan an ninh quân đội làm ở chi khu chi làm ở Lái Thiêu. Dạ, Lái Thiêu, dạ rồi. Dạ, trước năm 75 là sĩ quan an ninh quân đội làm ở Lái Thiêu. Dạ. Rồi, còn thêm gì nữa không ạ? Dạ. À, rồi thiếu úy không quân Nguyễn Văn Chính và ông Nguyễn Khắc Tuấn năm nay khoảng bao nhiêu tuổi vậy thưa bác Phùng? Năm nay khoảng 66 tuổi á. Dạ, khoảng cả hai người luôn ạ. Ông Tuấn là Nguyễn Khắc Tuấn là 67 tuổi. Tôi dạ. Nhớ không lầm là 67 tuổi. Dạ. Còn ông Nguyễn Văn Chính là 66 tuổi. Wow, dạ vâng, bác nhớ hay quá. Rồi thêm một chút xíu nữa là bác có biết hai bác Tuấn cũng giống như là bác Chính đó đã qua Mỹ chưa hay là đang còn kẹt lại Việt Nam? Chính ông thiếu ý Chính là ông đi trước đi tạm trước 75 anh. À, trước là 75 rồi, còn bác Tuấn thì sao ạ? 75 trước khi Việt Cộng vô Sài Gòn á. Dạ, còn bác Tuấn ạ? À? Ông Tuấn là đi HO mà Tuấn biết HO mấy. Đi chương trình HO đó. Dạ, đi diện HO coi như là như vậy là mình cũng không biết là cả hai người đang ở tiểu bang nào luôn phải không ạ? Qua Mỹ là không biết ở tiểu bang nào anh. Dạ, anh thì tôi biết chắc chắn là có ở bên Mỹ mà không biết là tiểu bang nào. Dạ rồi, như vậy thiếu úy không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa bác Nguyễn Văn Chính và bác thiếu úy Nguyễn Khắc Tuấn nghe được tin tức này, xin gọi lại cho bác Hùng Nguyễn ở số phone bao nhiêu ạ? Dạ, số theo number của tôi là 951. Dạ, 951. 224. Dạ. 7192 7192, dạ rồi. Dạ. Cái mấu chốt trong cái này đó là bác Nguyễn Văn Chính đó, ai quen biết về ca sĩ Kim Loan đó thì có thể đi theo cái đường đó. Dạ, tại rồi. Vì bác Nguyễn Văn Chính là cậu ruột của ca sĩ Kim Loan. Thì Đức Thọ có qua bên này trình diễn anh. Dạ. Dạ, đúng rồi, ca sĩ Kim Loan. Rồi, cảm ơn bác Chính, cảm ơn bác Hùng rất nhiều. Kính chúc bác một ngày thứ năm thật an lành, bác Hùng nha. Cho anh, cho tôi hỏi này, bây giờ tôi phải chờ đường dây ở trên TV không? Dạ, không cần ạ. Bây giờ đó, thì nó như thế này. Bây giờ bác đã đưa số phone lên trên đài rồi và cũng loan báo tin tức này rồi. Nếu như mà bên gia đình của cô ca sĩ Kim Loan á, bên gia đình cậu ruột rồi ông Nguyễn Văn Chính á, nghe được tin tức này, bất kỳ ai nghe và biết là ồ đó là người thân rồi thì họ sẽ ghi xuống cái số điện thoại của bác Hùng và họ sẽ gọi lại cho bác. Dạ, mà anh còn cho tôi biết là anh còn thêm chi tiết này lại nghe. Dạ, dạ được. Để là phục vụ tại cục làm việc tại cục mãi dịch. Dạ ai ạ? À? Ai phục vụ tại cục mãi dịch? Tôi là thiếu Hùng này, làm việc tại cục mãi dịch. Dạ. Làm việc tại cục mãi dịch. Cục mãi dịch, dạ. Cục mãi dịch là mãi thương mại đó, dịch là dịch vụ đó. Dạ, mãi dịch, dạ. Ở đường sẽ ở cục mãi dịch ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn, dạ. Rồi. Mãi dịch ở Sài Gòn. Đầy đủ. Trước năm 75. Dạ, rồi, trước năm 75. Rồi, cảm ơn bác Hùng Nguyễn nha. Kính chúc bác và gia đình một ngày thứ năm thật an lành. Dạ, dạ. Dạ, rồi, kính chào bác. Trên đường like, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những quý khán giả đang có nhu cầu tiếp theo gọi về số điện thoại đó là 714-893-3264. Trong tuần vừa qua thì chúng tôi vẫn không thấy những quý vị nào gửi email về cho tìm người thân @littlesaigontv.com. Thì nếu như quý vị gửi email về cho chúng tôi, xin mời quý vị hãy viết tiếng Việt có dấu quý vị nhé. Và tại vì họ tên nhiều lúc Tuấn cũng sợ đọc sai về cái phần họ tên, tiếng Việt có dấu kèm theo số điện thoại. Và nếu như có những bức ảnh thì càng tốt. Trong những ngày tháng vừa qua thì đã có những quý khán giả gọi vào và cũng giống như gửi email về cho chúng tôi kèm theo ảnh nữa, rất hay. Và địa chỉ để quý vị có thể gửi thư tay về đó là đường số 9191 đường Bosa Avenue, số phòng là 225 thành phố Westminster CA 92683. Quý vị không có thể gửi thư về hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau ít phút quảng cáo thương mại.